cái bọn bắt cóc trẻ con mà. Ừ. Trong người nó rất hay giấu hung khí, đấy là dao bấm. Tôi chết nhá. Thế thì chết nhá. Các anh ơi, các anh hiểu lầm rồi. Em là người tốt, không có bắt cóc trẻ con ạ. Mày im mồm con danh con tao vải, mày rơi răng ra bây giờ chứ. Để... Đứng lên đây. Đứng lên. Giơ tay lên. Giơ lên. Thôi. Thôi, thôn mình là thôn văn hóa. Thôi. Bây giờ nhá. Giơ tay lên. Dạng chân ra. Tao làm như thế nào mày làm y như thế nhá. Nào. Nhảy. Nhảy đi. Sao? Nó không có hung khí đâu. Ồ hay nhỉ. Đã kiểm tra kỹ rồi mà biết trong người nó không dao bấm. Tao bắt nó giơ tay lên dạng chân ra nhá. Nhảy choanh choạch bánh bạch như thế này.